Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mod Tri Thức. Các bạn thân mến, hiện nay chúng ta đang sinh sống trong một thời đại mà dù rằng công nghệ có phát triển tới mức nào đi chăng nữa thì giấy vệ sinh cũng giữ một vai trò không thể thay thế được. Mặc dù rằng không có ít những giải pháp làm sạch đã được đưa ra, nhưng mà dường như thì giấy vệ sinh vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều người. Vậy thì có bao giờ các bạn tự đặt cho mình câu hỏi mang tầm vóc vũ trụ rằng nếu không có giấy vệ sinh thì sẽ như thế nào chưa? Các cụ nhà mình ngày xưa đã làm gì khi mà giấy vệ sinh chưa xuất hiện nhỉ? Rất nhiều giải pháp nghe xong, chắc chắn rằng chúng ta sẽ muốn nhịn luôn đấy. Để trả lời cho những câu hỏi đó, đầu tiên hãy cùng với Mọt Tri Thức tìm hiểu giấy vệ sinh xuất hiện ở đâu. Theo như lịch sử đã ghi lại, giấy vệ sinh xuất hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc ở thế kỷ 14. Khi giấy vệ sinh mới xuất hiện, chỉ có những người trong hoàng tộc mới được phép sử dụng chúng mà thôi. Tuy rằng ra đời tương đối sớm, nhưng cũng phải đến hơn 300 năm sau, giấy vệ sinh mới được sử dụng đại trà. Người có công trong việc phổ biến giấy vệ sinh, đó chính là nhà sáng chế người Mỹ Joseph Cayette. Vào năm 1857, ông đã cho sản xuất giấy vệ sinh tại nhà máy và đem bán chúng cho những người sử dụng dưới dạng cắt sẵn thành từng mảnh. Đến năm 1863, giấy vệ sinh cũng bắt đầu được bày bán tại Anh như một mặt hàng. 34 năm sau đó, giấy vệ sinh dạng cuộn như hiện nay mới được sản xuất và lúc đó mới được chào bán tại Philadelphia, Mỹ. Khi đó, giấy vệ sinh vẫn khá là đắt đỏ và chỉ có thể dành cho những người nhà giàu mà thôi. Thậm chí rằng, đã có những lúc chúng trở thành vật thể hiện cho sự sang trọng, đẳng cấp. Lúc đầu, người ta cảm thấy khá ngượng ngùng khi phải đi mua giấy vệ sinh. Thời gian qua đi, giấy vệ sinh càng ngày càng rẻ hơn và trở nên phổ biến hơn, trở thành một nhu yếu phẩm trong đời sống hàng ngày. Theo thống kê, châu Âu sẽ sử dụng vào khoảng 22 tỷ cuộn giấy vệ sinh một năm và người Mỹ sẽ sử dụng hơn 19.000 tờ giấy vệ sinh mỗi năm. Như vậy, trải qua rất nhiều năm cải tiến, thì giờ đây, giấy vệ sinh đã góp phần đáp ứng được nhu cầu của con người và cũng giống như các sản phẩm khác, giấy vệ sinh cũng được tạo ra từ bộ óc sáng tạo phải không các bạn? Một người sử dụng hết bao nhiêu giấy vệ sinh? Theo một cuộc điều tra tại Mỹ đã cho biết rằng, mỗi người Mỹ trung bình sẽ sử dụng 57 tờ giấy vệ sinh mỗi ngày, tương đương khoảng 99 tờ mỗi tuần, 1.996 tờ mỗi tháng, 19.152 tờ mỗi năm. Đến năm 80 tuổi, một người sẽ sử dụng lên tới 1.532.160 tờ giấy vệ sinh, và đương nhiên chưa bao gồm các mục đích khác như lau dọn hay dùng để lau mũi khi cảm cúm đâu nhé. Cuộn giấy vệ sinh to như miếng kính trái đất. Thương hiệu Chamin của một tập đoàn tiêu dùng đa quốc gia đã cho ra đời giấy vệ sinh Forever Roll, khiến cho các bạn tự tin hơn mỗi khi bước chân vào toilet. Với đường kính 30cm và nặng gần 1kg, Forever Roll chắc chắn sẽ là một trong những con quái thú to lớn và đáng gờm khi được đặt cạnh những cuộn giấy vệ sinh thông thường khác. Với tiêu chí kéo, kéo nữa, kéo mãi và 17m² giấy với chất liệu vô cùng mềm, mịn và mát mẻ, Forever Roll đã sẵn sàng để có thể chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Không nghi ngờ gì, khi đây chính là sản phẩm sẽ thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, nhất là trong tình trạng giấy vệ sinh đang trở nên quý như vàng như hiện nay. À quên, hãng Chamin này cũng đã từng cho sản xuất một cuộn giấy to lớn nhất thế giới với chiều cao 2,4m và đường kính 2,7m, được sản xuất trong dịp kỷ niệm Ngày Giấy Vệ Sinh Thế Giới và được Tổ chức Kỷ lục Thế Giới công nhận. Cuộn giấy đó chứa hơn 92.000m² giấy, tương đương với 95.000 cuộn giấy thông thường. Con người đã sử dụng những gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 1. Lõi ngô, tại sao không? Ngô luôn có sẵn trên những cánh đồng của người nông dân, và hơn thế nữa, chúng lại rất dễ dàng để sử dụng. Vào đầu thế kỷ thứ 18, người châu Mỹ bản địa và thậm chí là cả những người da trắng tới xâm lược cũng đã phải sử dụng những chiếc lõi ngô để có thể chui cho sạch. Và đây thực chất là một trong những giải pháp không hề tồi một chút nào. Dù không thể đem ra so sánh với tấm giấy vệ sinh mềm mại hàng ngày, nhưng rõ ràng đó vẫn là một thứ rất an toàn và thoải mái. 2. Dùng tuyết. Những cư dân sinh sống tại vùng lạnh giá như người Eskimo, họ đã phải sử dụng tuyết để có thể chui sạch cũng như xử lý chất thải sau khi đi toilet. Và đây gần như là một cách duy nhất, bởi rằng xét trên bối cảnh họ phải sống quanh năm trong tuyết lạnh. Xét về độ vệ sinh thì phương pháp này cũng đem lại hiệu quả hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, nghĩ tới cảnh nhét tuyết vào mông thì đúng là sùng cả vói chứ. Oh! 3. Dùng đá cuội, mảnh xanh hoặc gốm. Đá cuội đó là một món đồ ưa thích của người dân Hy Lạp mỗi khi đặt chân tới ngưỡng cửa nhà vệ sinh. Họ thậm chí rằng còn khắc tên của những người mình ghét lên hòn đá để có thể chúi cho đỡ ghét.
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Cũng hay phết đấy chứ nhở. Nếu như mà chúng ta ghét ai thì hãy thử cách này xem sao nhá. Sử dụng đá để chùi đó là một trong những phương pháp giữ vệ sinh cổ nhất. Người xưa về cơ bản sẽ lựa chọn bất cứ thứ gì có thể kiếm được và dễ dùng nhất xung quanh họ, bao gồm cả đá và những vật liệu tự nhiên khác như cỏ cây, hoa lá. Nhưng trên thực tế thì trong nhiều thế kỷ, con người ta vẫn sử dụng lá cây hoặc cỏ dại thay thế cho giấy. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, khá mềm và an toàn sau khi sử dụng. Và nhìn chung lại thì đây quả thực vẫn là một trong những giải pháp khá ổn, trừ khi các bạn vặt nhầm một loại lá gây ngứa nào đó. 4. Nước, đất và cát. Ở mỗi nơi trên thế giới sẽ có những điều kiện khác nhau và điều kiện khí hậu khác nhau sẽ dẫn đến những phương pháp vệ sinh cũng vô cùng khác nhau. Tại Ấn Độ, Châu Phi và một số quốc gia Ả Rập khác, người ta thường sử dụng tay trái để làm mọi thứ được cho là không sạch, bao gồm cả việc chùi rửa. Và trên thực tế, phương pháp này cũng đã khá phổ biến ở một số nơi trên thế giới. Theo nhiều nhà sử học cho rằng, đây là lý do vì sao con người ta lại bắt tay bằng tay phải, chứ rất ít khi bắt tay bằng tay trái. Tại các vùng đất khô cằn, nơi mà mọi thứ đều không sẵn có, người xưa sẽ sử dụng cát và đất để có thể dọn phế thải. Và đây có lẽ là phương pháp ít thoải mái nhất, cũng ít sạch sẽ nhất trong lịch sử rồi. Nhưng rõ ràng, họ cũng chẳng có một sự lựa chọn nào khác cả. Vậy mới biết, giấy vệ sinh quả thực là một phát minh vĩ đại đến nhường nào. 5. Dùng que gỗ. Khoảng 2.000 năm trước, người Trung Quốc xưa có một phương pháp vệ sinh khá đặc biệt. Họ sử dụng một cây que làm từ tre hoặc gỗ, được tạo hình giống như một chiếc muỗng hoặc thìa. Một đầu sẽ được bọc vải mềm và họ sẽ dùng nó để có thể chùi rửa sao cho thoải mái hơn. 6. Bọt biển cắm trên que. Món đồ của người La Mã đó là sử dụng một cây gậy bọc miếng bọt biển. Phương pháp này còn được đề cập đến trong một số tài liệu cổ, nhưng cách họ sử dụng nó ra sao thì vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi. Theo như các tài liệu được đề cập, chiếc gậy này sau khi chùi sạch sẽ được làm sạch bằng giấy gấm hoặc nước muối, rồi sau đó có thể tái sử dụng lại. Nhưng để mà so sánh thì có lẽ rằng trông nó hơi giống với cây gậy toilet ngày nay thì đúng hơn. 7. Vỏ sò. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng sự thật đó là những cư dân sống ngoài đảo và những vùng ven biển từng phải sử dụng vỏ sò để có thể chùi sạch sau khi đi vệ sinh. Thậm chí rằng nếu không có sẵn vỏ sò, họ còn phải sử dụng cả vỏ dừa nữa. Nhìn chung lại thì dù là dùng thứ nào đi chăng nữa thì cũng đều là những phương pháp không mấy thoải mái, bởi vỏ sò thì lại có những cạnh khá sắc nhọn. Nhưng những người xưa có lẽ cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác hơn. 8. Dây thừng rẻ. Các thủy thủ ở thế kỷ thứ 17 đã sử dụng dây thừng này. Sau khi lao xong, họ thả sợi dây xuống nước và để nó tự làm sạch khi thuyền kéo ra biển. Tại châu Mỹ và châu Âu, trước khi có giấy vệ sinh, người ta thường sử dụng rẻ làm từ vải cũ để lau chùi. Số rẻ này có thể giặt và tái sử dụng, nhưng số phận thường là trôi nổi dưới cống và hiện tượng này đã gây nên tắc nghẽn đường thoát nước. Bỏ qua khả năng gây tắc cống thì rõ ràng phương pháp này cũng cho chúng ta cảm giác khá là thoải mái. Tuy nhiên, việc giặt và tái sử dụng lại thì thực chất đây sẽ gây ra khá nhiều lo ngại cho nhiều người. Cơn ác mộng, hết giấy vệ sinh giữa chừng. Mặc dù nghe thật đáng sợ, nhưng cứ hãy tưởng tượng mà xem, bạn đang cảm thấy rất đau bụng và phải lao ngay vào nhà vệ sinh để giải quyết càng nhanh càng tốt. Nhưng khi nỗi buồn đi qua, bạn lại giật mình hốt hoảng khi chạm tay vào thinh không và phát hiện ra rằng kẻ độc ác nào đó đã dùng hết sạch giấy và chưa thay lõi giấy mới nào. Những lúc như thế này thì chúng ta sẽ phải làm sao? Hãy bình tĩnh lại, cái khó thì sẽ ló cái mẹo. Hãy làm theo những hướng dẫn cứu cánh dưới đây. 1. Tìm lại một lượt những món đồ trong túi bạn. Biết đâu rằng một tấm danh thiếp hay một tờ giấy nhỏ ghi nhớ cũng có thể là thiên thần hộ mệnh cho bạn trong lúc này. 2. Nếu thấy cuộn lõi trơ trụi mà không có một chút giấy nào, các bạn hoàn toàn có thể tận dụng được. Hãy xé nó ra để mở rộng bề mặt nhé. Và trên thực tế, các bạn có thể làm ẩm nó bằng nước để có thể mềm mại hơn. 3. Nước và xà phòng. Nước và xà phòng thì vẫn luôn là những phương án kinh điển trong trường hợp này. Sự kết hợp này quả thực là rất hợp lý và không cần phải trình bày nhiều đúng không nào? Nhưng nói thật, cái gì cơ bản thì vẫn là tốt nhất phải không các bạn? Hy vọng rằng các bạn đã có những phút giây thật thư giãn với chúng mình. Mọi tri thức xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!